Khi mà chúng ta mua đất, chúng ta nhớ nói chuyện với chính chủ, không phải chính chủ lạng ra. Đừng nói chuyện với thằng chính chủ mệt lắm. Nói chuyện với thằng chính chủ nó không có quyền quyết định bạn, mà thậm chí nó còn múa, nó còn nói tùm lum tùm la để cho mình rối não thêm, rối đầu thêm. Nó làm giá các kiểu vô, nó làm cho mình không biết định hình được. Anh mày rồi được cái là chơi game không cần lời. Đó, nên phòng game anh đầu tư mất vậy thôi chứ vô tập có 500 ngàn tháng à, vô lại đi. Một cái đặc điểm rất riêng. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa building. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn. Duy đang ở địa chỉ 107 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Đây là ngôi nhà đầu tiên của Duy từ tính từ cái lúc mà mình mua đất rồi mình xây nhà rồi mình vô đây mình ở các bạn. Giờ mình hoạt động kinh doanh ở đây. Thì đây là ngôi nhà đầu tiên thiệt. Cái cảm xúc á, khi mà chúng ta đi mua ngôi nhà đầu tiên á, chúng ta rất là hồi hộp và chúng ta là lo sợ. Thì làm sao để vượt qua được cái cảm giác hồi hộp lo sợ đó trong quá trình giao dịch bất động sản? Thì đó là lý do để Duy làm cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta muốn vượt qua được cái nỗi lo sợ khi lần đầu tiên chúng ta va chạm một khối lượng tài sản rất lớn. Đối với Duy thì nó lớn, nhưng mà đối với bạn ở đây có thể nó nhỏ. Tại vì giá trị của cái ngôi nhà này có mấy chục tỷ à. Thì với một người thanh niên á, mà lứa tuổi mới có 30, ở nhà thuê nó khổ lắm. Nhà mình hư, không dám sửa. Phải điện thoại gọi chủ cho phép mình mới sửa. Mua chiếc mạc CD 2 tỷ 7 không có chỗ để. Phải gửi đi ra ngoài bãi, nằm chung với xe người ta, mấy con Honda City Cốc. Lúc đó là Duy nghĩ suy nghĩ rằng mình phải có một ngôi nhà mơ ước, đúng không? Mà cái ngôi nhà mà nó giúp cho Duy rồi thật thì được cái tham vọng bá quyền trong ngành game á, thì nó phải có nhà bự. Vào thời điểm hôm đó là Duy đi tìm hiểu nát cái quận Bình Tân này luôn em. Cái quận Bình Tân với khu Bình Trị Đông B, khu Bình Trị Đông B là khu đô thị mới viết dành cho đại gia. Thì Duy đi tìm những cái khu nhà trong đây, tìm những cái lô đất trong đây mà mua. Thì được cái lô này đẹp nhất. Lô đẹp nhất mà, đường số 6 chỉ là một lô nhất thôi. Không còn lô thứ hai, bây giờ bạn đi không còn cái gì cả. Không còn đất nữa. Nếu mà vào thời điểm ngày hôm đó đó, Duy không gặp nó và Duy không xuống tiền liền đó, thì ngày hôm nay không có gì mà đứng đây. Nhưng mà cái cảm giác mình cầm cái đồng tiền mình vô một cục đất mà mình cũng không biết gì cả, nó rất là hồi hộp, nó rất lo âu, rất lo sợ. Đằng sau mình là gia đình, là mẹ già, đúng không? Con rơi con rớt các kiểu, bồ bịch nhóc nhóc. Mình sử dụng cái đồng tiền đó, nếu mà lỡ có vấn đề gì thì sao? Thì sao, ai biết thì sao? Khùng lắm nhảy cầu thôi chứ thì sao? Nên ngày hôm nay Duy muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị em những cái kiến thức để giúp chúng ta tự tin hơn khi chúng ta gặp chủ, chúng ta mua nhà. Mà chia sẻ trước khi qua phần đó, Duy chia sẻ thêm là những cái nhà nào của Duy á cũng chơi full nóc. Wow. Một cái đặc điểm rất riêng. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa building. Thì cái building nào rất phải full nóc hết. Tại sao full nóc? Tại vì bây giờ ở Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh nó quá ngột ngạt rồi các bạn. Một thành phố không cây xanh. Một thành phố ô nhiễm của sự phát triển. Đó. Lặn gió luôn, nhà cao tầng tùm lum không có gió. Nhà mình muốn có gió thì phải cao lên mới có gió nữa nè. Cao lên mới có gió, chứ phải gì dưới quê đứng ngoài ruộng cũng có gió nữa. Nên sống ở thành phố Hồ Chí Minh này chẳng qua là nhiều khi mình lập nghiệp, mình làm ăn thì mình ở đây. Nhưng mà ở đây thì nói thật sự á, về cái môi trường sống á, thì nó hiện đại, nó tiện nghi. Nhưng mà về cái sự healthy và sức khỏe đó, thì nó cũng có một chút xíu vấn đề. Tất nhiên trẻ sống đây và già bò đó không biết. Quay lại được chủ đề chính của ngày hôm nay. Khi mà bạn muốn người ta nể bạn thì bạn phải có kiến thức, bạn phải có thần thái và bạn phải có sự tự tin. Wow. Vậy thì lâu ra kiến thức như có thể cho bạn. Thần thái các bạn tự luyện, sự tự tin các bạn tự luyện. Một khi các bạn có kiến thức thì các bạn sẽ tự tin. Thì bây giờ đàm phán với người ta, bạn vô nhà người ta
gặp cò gặp gì đó không biết, chủ nhà này nọ kia. Thì bạn làm sao để bạn thể hiện được cái đẳng cấp của mình đây? Bạn đi xe gì tới? Điều đó quan trọng. Bạn đi xe máy cà tèn, bạn hơi thua rồi. Thằng chủ nhà nó không hình tiếp. Chủ nhà bán đất bạn hiểu rồi đó. Dặn cò này, ê mày á, anh mày cho mày 2%. Nhưng mà mày đàm phán với nó xong đi, nó có tiền mày nhắc tới đây. Được chưa? Anh mày không có rảnh tiếp. Cay đắng lắm bạn. Nghèo nó khinh. Nghèo nó khinh. Mà thêm cái nữa, nhà nó gửi nữa. Nó nhiều khi nhà nó đâu đó bên Mỹ á, mua để đó. Có ông bà chị bà em gì đó xúm lại này nọ kia, bơm cò rồi vô. Bà bán cà phê, ông chạy xe ôm, hợp tác này nọ vô tùm lum la, toàn lại cậu với gì không à. Nó đưa ra đàm phán không chính chủ, đúng không? Bây giờ quan điểm của bạn vậy, đàm phán không chính chủ không nói chuyện, không nói nhiều nữa mệt quá. Không chính chủ không nói chuyện, nhớ nha, không có đi mà nên nhảy nhảy với mấy ông nội cò chứ, nhiều mệt quá. Cò một người thôi, người đại diện cò đi, xong rồi cuối cùng hợp đồng thành công rồi chia chác, sau đó chuyện của mấy người nha. Thì làm sao được xác định được chính chủ, đó là nghệ thuật. Muốn biết chính chủ thì phải có sổ đỏ. Nhưng mà bây giờ đầu tiên vô gặp ta cũng phải xã giao chứ, không lẽ vô hỏi ai ông chính chủ hôn. Ông chính chủ hôn mà nói đâu được bạn, đúng không? Nó như vậy các bạn là cái gì, cái kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Kỹ năng cứng á là kỹ năng để mình biết câu chuyện, để mình lái lèo lèo lái nó theo cái hướng đó. Còn kỹ năng mềm là ngoại giao đó, vô tay bắt mừng, ơi chào cô chào chú chào anh chào chị gì đó không biết nghe, ngồi xuống uống nó trong trời ơi, gặp cô chị quý quá quá, hôm nay kiếm cái nhà này nọ, gặp cái nhà chị thích dã man luôn. Trời ơi, cái nhà này hướng đông này bảo đảm sống mát ghê gớm, nó mát mát thoải mái lắm. Trời ghét nhất mấy nhà hướng tây á, nó nóng thấy bà luôn này nọ kia. Vô khen nhà người ta vô. Trời ơi, coi chị làm cái cổng này hợp lý hợp tình ghê này nọ, ABC các kiểu. Nó nói chung mình mua cái nhà, mình vô cái nhà thì mình khen cái nhà. Còn mình đi vô mua đất á thì mình vô mình khen đất, mình chê cái nhà. Nhớ, nghệ thuật bước 1. Đời nó ba phải lắm ba ơi. Thấy không? Nó vô mua đất thì vô chê cái nhà. Trời ơi, thời buổi này ở Sài Gòn hiếm lắm mới còn miếng đất vậy, đẹp ghê luôn á. Trời, nó vuông bức nè, hướng đông bắc nè, trời thích cái hướng này lắm, hướng chánh đông là chán lắm. Hướng chánh đông buổi sáng mà trời chiếu thẳng vô mặt là có chịu muốn chết luôn vậy đó. Nó buổi sáng mà trời chiếu mặt buổi chiều đi ra phơi đồ nó nóng quá. Nó ở lâu quá bị ung thư da. Trời, hướng này không đã ghê á. Em á nha, em là hướng bắc em cũng thích, hướng nam thích, mà được cái này là gì, đông bắc trời đất, cái hướng la la ở giữa đã gì đâu, em thích miếng đất này ghê á. Giờ nó thầy chị á, mấy anh kia xây nhà ngu như bò. Ông miếng đất đẹp vậy, nó xây nhà có một tấm mà bây giờ em mua nhà nó phải, em mua đất nó, em mua nhà nó phải phá cái nhà nó ra này nọ, dọn xà bằng bê tông mà xà bằng xe đổ hết nhiều tiền chiếc em vô nó. Trời, nó giờ đổ xà bằng vừa tốt kêu hôm kia nó đập cái nhà đi rồi xong nó hốt xà bằng xe 500,000 này nó. Nhưng mà vừa thôi, ý của anh minh họa đây là tụi em phải biết cái cách để tụi em vô câu chuyện một cách chủ động, để tụi em chiếm cái thế thượng phong trong đàm phán. Chứ vô trong dạ à, chị nói phải dạ. Ủa mày đi mua nhà hay mày đi hỏi vợ vậy? Đó. Ủa nãy giờ tụi em có thắc mắc không? Ủa sao gì nữa? Vô nhà đi buổi tối mà biết hướng tây hướng đông bắc ghê ta. Wow. Anh chỉ nha. Thằng Đạt biết không? Nope. À. Cầm sổ đỏ ra coi ba. Cầm sổ đỏ ra coi nha. Nhưng mà đổi chưa sổ đỏ thì sao? Lật điện thoại ra, kiếm cái app La Bàn mấy em. Đây, nó không? Em sợ chiếc compact. Nó đã cái app La Bàn, kịch cái lít vô. Đo nhà nè, đồ mấy nhà tao bảo đảm chánh đông luôn. Cầm nghiêng nha nè. Nó cầm sao không được cái đo này không? Chánh đông luôn. Đó, tiếng Anh chữ N là Bắc, chữ S là Nam nha. Chữ E là Đông, chữ W là Tây. Ok, ý kiến gì mà nhảnh gì tao không nè. Nhà của anh, nhà cửa đây chánh đông, mình phải biết cái này trước rồi mình vô mình mới chém gió được mấy em. Biết hướng nhà trước rồi đó, tại vì mua nhà là chúng ta phải coi hướng đó. Nhưng mà cái nhà nó nhà dưới quê thôi nha, Sài Gòn có không được mấy em. Tại sao? Sài Gòn á là nhà nó chọn mình chứ không phải mình chọn nhà, hiểu không? Ở Sài Gòn này quan trọng cái nhà mà có đẻ ra tiền hay không thôi à, chứ còn cái nhà mà hướng gì cũng quan trọng hết đó. Tất cả mọi đạo lý trên đời này nó đều sai bởi thằng có tiền. Oh my god. Đúng không? Thí dụ như bây giờ mẹ cái nhà nó hướng tây đó thì mày có mua không? Trong khi nó vị thế nó quá ngon, góc 24 mặt tiền đối diện là thế giới di động, bên trái là quán bar, bên hông là quán building thể hình này nọ, khách khứa nó nườm nượp, vừa có mua không? Không có, cha con nó chạy vô nó mua không kịp nữa chứ đừng nói.
Nên ở Sài Gòn này quan trọng là nhà nó có làm ra tiền hay không. Hướng không quan trọng, hướng nào sẽ đi cũng được cả. Thì xét về căn bản, hướng Tây là gì? Hướng Tây là buổi chiều nó nóng cực khùng, cực kinh luôn. Nhà hướng Tây á, nó nóng cực kinh luôn. Nghe đó. Nó nóng chiều nó chiếu vô má nhìn không ra luôn các bạn. Nó nên cái hướng Tây là hướng bạn, nếu mà bạn chịu nóng được á thì bạn mua, còn chịu không nóng được thì thôi. Còn một khi mình mua thì mình phải có cách xử lý cái nhà hướng Tây. Tất nhiên là cái phần thiết kế làm được hết á, chứ không lẽ cuộc thi nhân loại người ta bó tay với cái nhà hướng Tây. Còn cái nhà chánh chánh Tây nó vậy, chánh Đông buổi sáng nóng, buổi chiều mát. Bởi vì cái nhà mà đẹp nhất là hướng Bắc với hướng Nam. Hướng Bắc với hướng Nam mát cả ngày, ánh nắng nó chiếu bên hồng mà đâu chiếu vô mặt đâu. Đó. Còn mấy cái hướng Đông Tây Nam Bắc, hướng mà hướng Tây Bắc Tây Nam mà Đông Bắc Đông Nam rồi đó thì nó xéo. Hướng 45 độ nó xéo. Nha. Thì coi hướng có hai cách coi. Một á là chúng ta coi bằng app compass trên cái iPhone này nè, iOS. Search vô search iOS, hướng compass đích vô cạnh. Mũi tên màu đỏ luôn chuyển về hướng Bắc. Đúng không? Mũi tên đỏ luôn chuyển về hướng Bắc. Bên phải hướng Bắc là hướng Đông, bên trái hướng Bắc là hướng Tây, đối diện hướng Bắc là hướng Nam. Đúng không? Vậy hướng Bắc nó quẹo qua bên trái là hướng Tây Bắc, còn hướng Bắc nó quẹo qua bên phải là hướng Đông Bắc. Đó. Ngược lại, hướng Nam mà nó quẹo qua bên phải như vậy là hướng Đông Nam, hướng Nam mà nó quẹo bên trái là hướng Tây Nam. Ok. Vậy thôi, đó là hướng. Vậy muốn nhà ở Sài Gòn á là không chọn hướng được. Hướng nó không còn quan trọng nữa, tại nó theo đường mà. Ở nhà thường thường mặt tiền, với mặt không tiền thôi. Thì đường nó chạy sao thì nhà nó hai bên đường nó đầu vô vậy thôi. À, nên bởi vậy á, cái nhà này của Duy là hướng Tây. Ủa lộn, xin lỗi, quy lú, cái nhà này hướng Đông. Cái nhà quận 12 hướng Đông luôn. Cái nhà quận quận 9 hình như là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam hay hướng Tây Bắc gì đó quên rồi. Cái đó thì không được tránh, còn cái quận 7 của Duy là hướng Bắc. Đó. Nhớ hướng nhà để thiết kế nhà, để xây nhà. Còn chúng ta biết được cái hướng để chúng ta vô, chúng ta mở đầu câu chuyện, mở đầu câu chuyện với chủ nhà, chủ đất này nọ kia đó. Và khi mà chúng ta mua đất, chúng ta nhớ nói chuyện với chính chủ, không phải chính chủ lạng ra. Đừng nói chuyện với thằng chính chủ mệt lắm. Nói chuyện với thằng chính chủ nó không có quyền quyết định mà, mà thậm chí nó còn múa, nó còn nói tùm lum tùm la để cho mình rối não thêm, rối đầu thêm. Nó làm giá các kiểu vô, nó làm cho mình không biết định hình được. Còn trong bất động sản các bạn, cái hướng nó rất là quan trọng. Có người ta chơi phong thủy á, người ta coi hướng mạng của mình mạnh gì, cung gì, con bồ mệnh gì, hai đứa bay mất chinh trong lần rồi. Ở qua xong mất chinh cái ngày đó, coi cung ngày đó ngày gì, bói từ lưa hộp dưa hết. Thầy phong thủy chém đúng ác luôn á. Nên cái gì nó phong thủy thì bạn thích thì bạn chơi thôi, còn Duy không chơi mà nó nặng nề quá, nhức đầu quá. Yes. Mày mạnh này cầu thang mà để giữa nhà chết chùm ngưỡng nhà nha mày, ví dụ vậy. Đó. Còn Duy á là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa khoa học á, tức là mình làm gì nó hợp mang tính chất hợp lý, hợp tình thì Duy mua. Giống như nhà đó thì Duy sẽ cố gắng né hướng Tây ra. Tại vì sao? Tại vì hướng Tây nó nóng quá. Nó nóng quá mà gọi là chúng ta chơi phòng game mà chúng ta máy lạnh đó mấy bạn. Máy lạnh á. Má nóng nó chiếu vô cái cửa kiếng. Cửa kiếng nó nóng như là cái miếng lò lửa vậy, để tay vô một cái xèo xèo luôn. Máy lạnh nó trong phà lạnh ra, ở trong lạnh ở ngoài nóng, hao điện thấy mẹ. Đúng không? Hao điện lắm. Hao điện lắm, không có kinh tế mấy ba. Thì chưa kể khách tập phòng game nữa. Hướng Tây nó chiếu nắng vô, chói mắt qua tổng tập. Đúng không? Còn nếu mà mình có kiếng á, mình chơi kiến mà kiến phủ màu á thì nó chống được, nó phản quang ánh sáng ra ngoài, nó không vô trong, nhưng mà ở ngoài ta nhìn vô ta cũng thấy khỉ gì luôn. Người ta tưởng là mình kinh doanh mà ám mấy em cà phê đèn mờ, cà phê ôm đồ phiền lắm đó. Bởi vậy kinh doanh phòng game nhanh Duy Nguyễn á là tại vì sao? Tại vì Duy Nguyễn mua cái máy nó mắc tiền quá, máy 80 triệu 100 triệu rồi đó, thì Duy Nguyễn, anh Duy Nguyễn phải show up ra, phải cho người ta coi. Ở ngoài đường nó chạy vô nhìn thấy cái máy rồi vô đây chơi thôi, nó mắc quá không vô luôn, bị quại gì. Bị hoài luôn. Vô khách nó nói: trời ơi, okay, nãy đi ngang phòng của anh đẹp quá mà em dám vô. Hỏi sao em dám vô em? Sang quá em sợ tập 2-3 triệu một tháng em có tiền. Nói, trời ơi, okay. 2-3 triệu cái gì ba? Anh mày là được cái là chơi game không cần lời. Đó, nên phòng game anh đầu tư mắc vậy thôi chứ vô tập có 500 ngàn tháng à, vô lại đi. Cái bữa sau nó vô thiệt. Bởi vậy nhiều khi mình làm phòng sang quá rất nguy hiểm các bạn. Nhìn đi buổi tối buổi chiều vô phòng bên 12 á,
nhìn như một cung điện lộng lẫy. Nó nhìn như một cung điện cực kỳ lộng lẫy, nhìn nó ghê gớm ghê sao á. Vô thấy nó mắc quá. Nói chung làm ăn á là nó phải thực dụng, làm ăn nó phải thực tế. Cái nào nó giúp mình xây dựng được cái hình ảnh tốt thì là ok. Còn cái nhà để ở á thì nó không có gì đó ghê gớm lắm. Nói chung mà tôi chia sẻ với bạn luôn. Bây giờ thời buổi nó hiện đại rồi, các bạn có mua nhà đó thì bạn mua cái nhà đó nó đẹp, nó ok, nó phù hợp cho hai vợ chồng ở vậy thôi. Chứ mà hả, các bạn mua nhà mà các bạn tính toán rồi phong thủy nha, hai vợ chồng rồi cãi lộn, xây cái nhà 3 năm chưa xong nữa. Mà nghĩ coi bây giờ tuổi trẻ hai chồng ra ngoài làm không à, có ai nằm ở nhà suốt đâu, đúng không? Cái nhà mua bây giờ mà nằm ở nhà suốt á, chứ mà cái thằng nó chết đói rồi, đúng không? Chỉ có cha mẹ lâu lâu lên chơi á thì ở này nọ chút đỉnh thôi. Chứ không phải là chúng ta tuổi trẻ, chúng ta phải ra ngoài xã hội, chúng ta lao động, chúng ta kiếm tiền về chúng ta trả góp cho cái nhà. Đúng không? Đúng không? Giờ muốn nghe anh Duy chỉ cái bài mà hai vợ chồng trẻ vui quê lập nghiệp xong mua nhà không? Phải chỉ cái hướng đi luôn. Bảo đảm, yên tâm đi, đừng không có đau to mua lớn, mua được cái nhà mà thu nhập trung bình luôn. Nó, tại cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chính mà anh Duy Nguyễn muốn đi trong video bất động sản. Tại vì nó an cư thì mới lập nghiệp, ở nhà mướn chết hoài sao lập nghiệp. Đúng không? Mà anh Duy chỉ không chỉ thôi, Duy chỉ nhà là phải có chỗ sau này chứa xe hơi luôn. Đó, chứa xe hơi luôn. Thì thôi, anh cũng muốn nói nhiều nữa, muốn nói dài nữa. Mà trên kia nó nhảy yoga mấy em. Ủa lộn, nó nhảy zumba, nó nhạc âm hết. Nó vang âm quá. Thì thôi, có thể ngày mai anh Duy sẽ làm một chuỗi video khác, hướng dẫn tụi em coi sổ đỏ là một nè, phân biệt sổ đỏ giả thật là hai nè, các bước pháp lý khi xây nhà nè, xây nhà cần cái gì nè, hai vợ chồng trẻ dưới quê lên mua làm cái gì thì có được cái nhà nè, cách mua chung cư làm sao nè, cách mua nhà phố làm sao nè, cách trả góp làm sao nè, cách trả full làm sao nè. Ok chưa, chịu chưa, nhiệt tình vậy thôi chứ muốn gì nữa. Like và share nha, bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.